Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Dân Hàng Bãi nhé. Quý các anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì bên shop xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bàn chải 5K. 5.000 đồng một cái bàn chải này, các bác có thể về làm rất là nhiều việc, ví dụ là đánh răng này, hay là các bác có thể làm được rất là nhiều những cái việc khác mà hàng cực kỳ giá, cực kỳ rẻ luôn, mà chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời. Con này thì lông tơ của nó này, những cái đấy này các bác có thể nhìn thấy rất là nhỏ, nó sẽ có thể đi vào những cái kẽ răng bé nhất để chúng ta đánh sạch răng, diệt vi khuẩn cực kỳ tốt luôn, rất là mềm dẻo nhé. Con này rất là mềm dẻo nên là nó đi vào trong, nó sẽ đi vào trong răng của chúng ta, nó đánh răng rất là ok. Đó, một cái dòng bàn chải này thương hiệu của nó là thương hiệu của Bossy. Thương hiệu Bossy bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ok luôn cho các bác luôn nhé. Giá chỉ có 5.000 đồng một cái thôi. Giá siêu cực kỳ rẻ. Đấy, cực kỳ rẻ luôn nhé. Hàng đẹp và cực kỳ rẻ, giá chỉ có 5.000 đồng thôi. Dòng bàn chải này là dòng bàn chải của Hàn Quốc nên là nó rất là ok cho các bác. Đó, mã đầu tiên nhà em. Đó là một cái dòng bàn chải đánh răng, giá chỉ có 5.000 đồng. Mã thứ hai bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đây số lượng thì thoải mái luôn, có số lượng thì rất là nhiều luôn, trong như này thôi đấy, mấy chục cái luôn. Con này thì là đó là hộp đựng thực phẩm inox, cái dòng hộp đựng thực phẩm inox. Con này chất liệu của nó là bằng inox 304 đấy, inox 304, kích thước của nó là 13 x 10. Con này thì chúng ta sẽ để đựng thực phẩm ở trong nhà rất là tiện lợi, để trong tủ lạnh đấy, rất là kín đáo này, rất là kín đáo khi các bác đậy nắp vào. À, khi các bác đậy nắp này rất là kín, rất là khít, và khi các bác để những cái gia vị hay là thực phẩm thì nó rất là ok, ví dụ như sầu riêng hay là những cái thịt ăn thừa các thứ, nó cũng rất là tiện cho chúng ta. Giá của nó thì rất chi là mềm thôi, con này bên nhà em đang bán với giá chỉ có 30.000 đồng thôi. 30.000 đồng một cái mã sản phẩm hộp đựng thực phẩm như này. Đó, các bác có thể tham khảo cái mã sản phẩm này để các bác về các bác sử dụng trong gia đình, rất chi là tiện lợi, rất chi là tiện lợi, rất chi là ok nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bút đo điện, bút thông mạch. Con này thì sử dụng rất là ok luôn. Đấy, cái dòng này thì các bác có thể sử dụng đo những cái điện đó các thứ gia đình cho chúng ta. Đây, để luôn cho các bác luôn. Ví dụ đây là cái một cái ổ cắm điện này. Đấy, các bác muốn đo bên nào là bên lửa, bên nào là bên nguội này. Đây, thì lửa của nó là nó sẽ là màu đỏ, còn bên bình thường này thì nó sẽ là màu xanh. Đó, các bác có thể đo. Ví dụ dây đứt hay là không thì chúng ta có thể đo thông mạch. Đo thông mạch này. Đó, để chúng ta kiểm tra xem là dây điện này có đứt hay không. Đấy. Nếu mà dây điện đứt thì nó sẽ không sáng. Ví dụ các bác cầm một đầu này, các bác quấn vào đây thì các bác, nói chung là hai đầu mà nó thông nhau thì nó sẽ là sáng, còn nó không thông nó sẽ đứt. Rất là đa năng. Giá của con này thì bên nhà em đang bán với giá chỉ có 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng một cái mã này. Bút đo thông mạch này, 10k. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng này hàng đẹp luôn nên là các bác yên tâm. Bút đo thông mạch giá chỉ có 10.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng cái gì nhỉ, ổ điện đúc chống va đập. Ổ điện đúc chống va đập này, con này thì nó có đèn báo này, con này thì nó có đèn báo đây này, nhà em đang sử dụng này, nhà em đang sử dụng này, nó có đèn báo cho chúng ta luôn. Đấy, thì để về các bác cắm điện mà rất là chắc chắn này, cắm điện mà rất là chắc chắn. Đó, thì đây, con này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 50.000 đồng thôi. Nó sẽ có 1, 2, 3 cái chân. 3 cái chân, giá chỉ có 50k. Hàng đẹp mà giá lại cực kỳ rẻ luôn nhé. Còn cái dòng này là cái dòng phích cắm của nó. Cái dòng này là cái dòng phích cắm của nó. Phích cắm này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có, phích cắm này chỉ có bao nhiêu nhỉ? 20.000 đồng. 20.000 đồng một cái phích cắm. Cái phích cắm này nó cũng có đèn báo nhé. Đây này. Nó cũng có đèn báo này. Đấy, nên là rất là yên tâm, mà cầm các bác cầm rút ra rất là chắc chắn nhé. Cầm rất là chắc chắn này. Đấy, rất là dày dặn, cầm an toàn, chắc chắn dày dặn và an toàn. Hàng đẹp luôn, 20.000 đồng một cái, 20.000 đồng một cái nhé. Giá siêu mềm luôn, siêu chất lượng, siêu xịn sò. Đó, các bác có thể tham khảo cái mã này để về các bác sử dụng trong gia đình nhé. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em, đó là một cái dòng sản phẩm cây sen phím đàn. Hàng này thì hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Hàng này của nó thì hàng đẹp xịn sò luôn. Nó có những cái phím đàn này cho chúng ta này. Ở đây thì nó sẽ có một cái bảng để báo hiển thị nhiệt độ. Đấy, còn đây là các bác nút này, nút chỉnh nhiệt độ này. Đấy, chỉnh nhiệt độ này. Các bác muốn nước ra nhiệt độ cao, nhiệt độ như nào thì nó sẽ hiển thị đây, và cái đây là nút chỉnh. Cái này nút chúng ta chỉnh. Đó. Còn đây là các phím đàn. Đấy, để các bác xả ra, nó có 4 phím. Nó có 4 phím thì tượng trưng với 4 vị trí. Đó là đầu tiên thì nó là một cái vòi xả tự do ở chỗ này. Đấy, thứ hai của nó đó là một cái vòi xịt.
các bác có thể nhìn thấy rất là cao cấp, rất là xịn xòa luôn. Các bác lắp trong nhà tắm thì các bác yên tâm luôn một điều, đó là đẹp, đẹp xịn xòa luôn này. Cái thứ ba đó là một cái cây sen này, sen cây tí nữa em sẽ giới thiệu. Và cái thứ tư đó là một cái bát sen, bát sen này. Cái bát sen này nó cũng có hai chế độ cho chúng ta luôn. Cái bát sen này nó cũng có hai chế độ cho chúng ta luôn. Đó. Giá thành của cái bộ sản phẩm này thì bên nhà em đang bán với một cái mức giá của nó chỉ có 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng nhé. Đây, khi các bác bát sen này. Đó, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác có thể tham khảo cái mẫu cây sen này để các bác về sử dụng trong gia đình. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn này. Cây sen này thì là dòng cây sen của Đức. Phụ kiện thì đầy đủ nhé. Phụ kiện thì đầy đủ này. Đây. Hàng này thương hiệu của Design Germany này. Design Germany. Hàng của thương hiệu của Đức. Giá thì cực kỳ là mềm luôn. Đấy. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em đang để ở góc màn hình nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, một cái mẫu củ La Barabo. Đấy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Marin Javan, hàng nội địa Nhật. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với giá chỉ có 450.000 đồng thôi. Lõi của nó là lõi đồng nhé, kể cả cái củ sen này cũng thế, lõi của nó toàn bộ là lõi đồng. Đấy, các bác có thể nhìn mắt bắt thường là bác ra rồi. Đấy. Hàng này thì cực kỳ dùng rất là ok luôn, có nóng lạnh nhé. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái dây cấp. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một cái dây cấp ở đây để các bác về có sử dụng. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, giá chỉ có 450.000 đồng. 450.000 đồng. Đẹp. Xịn xò. Những cái xoáy ra xoáy vào để các bác tiết lại ốc này. Rất là đẹp, rất là xịn xò luôn. Giá cực mềm. 450k. 450k một cái mẫu của La Rabo này. Của La Rabo này nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa, một cái dòng vòi xịt vệ sinh. Đấy, các bác có thể xịt rửa vệ sinh. Đấy, xịt rửa vệ sinh này, ví dụ là phòng vệ sinh, hoặc là chúng ta hết giấy thì chúng ta có thể lấy để nó để vệ sinh. Đấy, rất là tiện lợi, rất là đẹp, rất là tiện lợi và rất là đẹp nhé. Cái mã sản phẩm này thì đầy đủ phụ kiện, và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 130.000 đồng. Chỉ có 130.000 đồng thôi nhé các bác nhé. Hàng đẹp và giá lại vô cùng ok luôn. Hàng đẹp mà lại giá lại vô cùng ok luôn. 130.000 đồng. Vòi xịt vệ sinh. Vòi xịt vệ sinh nhé. Đẹp, xịn xò. Giá lại còn rẻ nữa. Đấy, đẹp xịn xò mà giá lại còn rẻ nữa. Nên là các bác yên tâm về sử dụng. Đấy, yên tâm về sử dụng nhé. Vòi xịt. 130k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa, một cái hộp đựng giấy inox. Con này thì inox 304, cực kỳ ok luôn này. Các bác về các bác lột ra này. Sáng bóng như mới luôn. Sáng bóng như mới luôn nhé. Đấy, các bác về các bác bắt ốc này. Hộp đựng giấy. Hộp đựng giấy nhé, inox 304 này. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 150k. 150.000 đồng. Giá siêu tốt luôn. Giá siêu tốt và giá siêu ok luôn nha các bác nhé. Nên là các bác có thể tham khảo cái mã này về để các bác sử dụng trong gia đình. Một cái mã nữa cũng có thể rất là tiện lợi trong cái phòng tắm nhà chúng ta. Đó là một cái dòng máy sấy tóc nội địa Nhật, Made in Japan. Con máy sấy tóc này thì công suất của nó lên đến 1.200W. Và con này sử dụng điện 220V. Thương hiệu của nó là thương hiệu Toshiba. Đấy, Toshiba, hàng nội địa Nhật, Made in Japan này. Công tắc bật tắt đây. Và cái sản phẩm này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 300.000 đồng. Chỉ có 300.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. 300.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp, xịn sò, chất lượng, giá ok. Giá ok luôn. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic nhé. À, em xin lỗi, của thương hiệu Toshiba nhé. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. 300.000 đồng thôi. Chỉ có 300.000 đồng thôi và nhà em bao ship cho các bác luôn rồi. Đó. Nồi này thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng mới luôn. Nó hàng mới luôn này. Đấy, nguyên hộp nhé. Nguyên hộp. Và một cái đặc điểm cực kỳ ok luôn cho các bác đó là các bác đặt hàng nhà em, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái. Rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy. Cái dòng này, nồi này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Đức. Đấy, thương hiệu Liên Lang, thương hiệu của Đức đây. Đây.
E-Leng-Beng-Lang, quên E-Leng-Beng, của Đức. Đây, Design Germany đây, 6 món. Đấy, đầu tiên là một cái xoong bé này. Thứ hai là một cái xoong nhỡ 18x11,5 2.9 này, 20x12,5 3.9 này. Và cái xoong to của nó là dung tích lên đến 6.6. Một con chảo 24, một cái xoong máy bột. Đấy, thì đây, không để các bác chờ lâu nữa, em xin đi vào giới thiệu luôn. Đầu tiên thì là một con chảo này là dòng chảo chống dính các bác nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính năm đáy nên là các bác chảo nấu rán các thứ rất là ok luôn. Thương hiệu Leng-Beng-Lang, hàng ngày là khi bác nhận hàng là hàng mới luôn, nắp vung đầy đủ luôn nên là các bác có thể chảo nấu các thứ rất là ok luôn. Rang rán nấu rán xào đều tiện, lòng của nó cũng tương đối là sâu. Độ sâu của nó thì đây các bác có thể nhìn thấy 7,5 cm, nhiễm của nó là 24 cm, dung tích của nó là 3.4 lít. Đấy, đó là con xoong, à, cái chảo đầu tiên là cái chảo. Cái thứ hai đó là một con xoong to. Đấy, em không đo lại nữa nhé, tại vì ở đây người ta ghi số đo hết rồi thì em chỉ đọc lại nó dễ thôi. Con này cũng là viền của nó là inox, có mỗi cái đáy của nó này, đáy của nó sẽ là hợp kim, mạ hợp kim inox nhưng mà hai mạ hợp kim bên trong nên là bác thử nam châm nó sẽ hít, nó sẽ hít. Thương hiệu của Eleben. Hàng đẹp luôn nhé, đun bếp ga bếp từ thứ rất là thoải mái luôn. Đấy, hàng của Đức rất là chất lượng, bác yên tâm. Con này thì kích thước của nó là 24 cm, sâu là 14,5, dung tích của nó là 6.6, dung tích của nó là 6.6. Đó, cái thứ ba đó là một cái xoong nhỡ này. Đây, tất cả đều có nắp vung, hàng này nó là hàng mới luôn. Đấy, tất cả đều có nắp vung, hàng này là hàng mới luôn này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Eleng-Beng này, rất là xịn sò luôn này. Inox đó nhé, inox nhé. Đấy, Eleng-Beng này. Con này thì miệng của nó là 20 cm và độ sâu của nó đây là 12,5 cm, dung tích của nó là 3.9 lít, dung tích của nó là 3.9 lít luôn. Có nắp vung đàng hoàng luôn. Một con tiếp theo đó là một con nữa, một con xoong nhỡ nữa. Con này thì đây, con này kích thước của nó là 18 cm, tất cả đều có nắp vung hết. Đấy, rất tiện này, hai bên tay sách này, rất là đẹp, rất là cứng cáp. Dòng này thì các bác đun nấu các thứ rất là ok luôn. Đấy, dòng này các bác đun nấu rất là ok luôn nhé. Con này của nó là 18 cm, sâu 11,5. Một cái xoong bé nhất của nó đây, hàng đẹp luôn nhé. Con này thì là 16 cm, sâu của nó là 10,5, dung tích của nó là 2.1 lít. Và cuối cùng đó là một con xoong ngoái bột. Đây này, con xoong ngoái bột này. Đấy, mid deck. Đấy, California mid deck này. Đấy, 16 cm, sâu 10,5. Và con này thì là con xoong ngoái bột. Đó, tổng một cái bộ này của nó là 6 món các bác. Tổng cái bộ này là 2, 4, 6 món. Và bên nhà em đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá bên nhà em đang bán chỉ có 700 ngàn đồng thôi mà còn bao ship cho các bác luôn. Đấy, mà lại còn bao ship cho các bác luôn. Và các bác yên tâm một điều nhé, đặt hàng bên em các bác nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Kiểm tra hàng thoải mái rồi phải thanh toán, không phải lo lắng gì cả. Đấy, đúng như nhà em quảng cáo trên video luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu ly giữ nhiệt nhé. Dòng này là hàng Nhật bãi này, dòng ly giữ nhiệt này là hàng Nhật bãi này. Đó, con này thì inox hai lớp. Đấy, con này inox hai lớp nên là nó ở bên giữa này nó đã hút ẩm rồi. Đấy, nên là nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó đã hút chân không bên trong. Đấy, nên là ở trong này nó là rỗng nhưng mà nó có một lớp bảo vệ cực kỳ tốt và nó giữ nhiệt của nó nhé. Nếu mà nước nóng, các bác để một cốc nước nóng này mà các bác để ra bình thường ra ấy này thì 5 tiếng thì nó mới nguội. Đấy, 4 đến 5 tiếng, à đá thì em xin lỗi, đá. Các bác để viên đá vào đây, 4 5 tiếng thì bắt đầu nó mới tan. Nó mới tan cho nó dễ. Còn nước nóng thì các bác phải để khoảng 2 3 tiếng bắt đầu nó mới nguội. Đấy, trông như này thôi nhưng mà nó rất là giữ nhiệt cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt luôn nhé. Nhất là con này các bác cầm uống bia mấy anh em làm vài ly lai dai. Đấy, vài lon lai dai thì con này ok. Nếu mà ngồi lai dai thì bia rất là ok. Nó rất là lâu tan đá, tức là bia sẽ ngon.
Đấy, mà bia sẽ ngon thì ly sẽ tốt. Đấy. Phải hàng phải tốt, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn. Hàng này thì rất là nhiều, sẵn sẵn hàng cho các bác luôn, thoải mái. Các bác lấy bằng nào cũng có, ví dụ các bác bố mở quán các bác hay có khách, ví dụ là khoảng 5 7 mâm bia ấy, nhậu bia thì cái dòng này thoải mái luôn. Thực ra là cũng có em cũng có bán cho có một số bác lấy đến 8 90 cái, bảo là thỉnh thoảng anh khách nhà hay nhậu, anh em hay tụ tập uống bia, đấy, hay tụ tập ở nhà anh. Đấy thì rất là tiện mà nó rất là sạch sẽ. Mang đi đâu cũng thế, các bác chỉ ấn gọn vào như này thôi, rửa ráy rất là dễ. Thường thường là các bác hay đi ngồi nhậu ở bờ suối hay đi suối các thứ, các bác cầm đi cũng rất là tiện. Đấy, rửa ráy rất là tiện, xong các bác chỉ cần cho vào bác mang về thôi, hoặc là nhậu ở nhà thế, rửa ráy rất là dễ thôi. Đấy, mà dùng nó ok, bền, nói chung là bền. Con này thì hàng Nhật bãi, hàng Nhật bãi, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi thôi, chỉ có 75 ngàn đồng một cái. Mua từ 5 cái trở lên thì nhà em bao ship nhé. Đấy, mua từ 5 cái trở lên mà nhà em bao ship, còn mua trên 50 cái thì em sẽ lại điều chỉnh giá lại cho các bác. Nếu mà các bác lấy số lượng thì giá của nó sẽ tốt hơn. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Ly giữ nhiệt 75k một cái. 75k một cái. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng đúng như em quảng cáo luôn. Đây. Đấy, từ gửi Nhật gửi về này. Đấy, tiếng Anh cho người Nhật này. Đấy. FRUI này, T này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy massage điện cực kỳ ok luôn, chỉnh tốc độ thoải mái luôn, mạnh yếu các bác thoải mái luôn. Con này thì chuyên dòng cho dùng cho máy massage cơ bụng, massage bụng, massage ấy này. Đấy, các bác có thể dây này rất là ok luôn, dây mạnh dây yếu này các bác có thể đánh tan mỡ bụng các thứ rất là thoải mái. Các bác sẽ chỉnh theo cái chế độ ở đây, ở đây nó sẽ có cái núm chỉnh, các bác sẽ chỉnh theo để làm sao cho nó phù hợp với cái mức độ chúng ta cần sử dụng nhất. Đấy, dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Gelatoni. Đấy, hàng rất ok luôn. Con này của nó thì tổng cộng của nó có bốn cái đầu thay thế, bốn cái đầu thay thế này. Đấy, các bác có thể thay thế từng đầu một này. Nguyên lý hoạt động của nó này các bác có thể nhìn thấy nó xoay này. Đấy, nếu mà các bác khi các bác cho vào da chúng ta thì nó sẽ dây, nó sẽ dây để nó đánh tan mỡ bụng. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đấy, này các bác có thể nhìn thấy dây rất là đã luôn này. Đấy, dây rất là đã luôn, không khác gì là các bác tập gym các thứ luôn. Con này dây lưng các thứ rất ok. Đấy, còn các bác về các bác lắp này vào đây. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò. Cái mã sản phẩm máy massage này bên em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá của nó bên em đang bán với giá chỉ có 170.000 đồng thôi nhé, có nhé. 170k. Đây để em ghi giá, để em dán giá luôn vào đây cho nó dễ. 170.000 đồng. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. 170.000 đồng một cái dòng máy massage này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy. Máy massage các bác lên cho em mã này, mã máy massage điện nhé. Máy massage điện. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có 170k thôi. Hàng thì siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Siêu đẹp, siêu xịn sò. Đấy. Nó có tổng cộng của nó là 4 cái đầu thay thế này nữa này. Hàng này thì rất là ok luôn. Rất ok luôn nhé. Đó là cái mã đầu tiên. Cái mã tiếp theo trong cái sản phẩm ngày hôm nay đó là cái dòng máy massage pin. Cái massage kia là máy massage điện, cái máy massage này là máy massage pin. Con này của nó cũng có bốn đầu để các bác thay thế, nhưng mà cái này là đấm, dòng này là đấm. Đây, đây các bác đấy, bình thường này là dây này, ấn mạnh là đấm này, ấn mạnh là đấm này. Máy kia là máy dây, còn máy này là máy đấm. Đấy, con này thì sử dụng pin. Các bác lên cho em mã này là mã của con này là mã súng massage. Con này các bác lên cho em mã này là mã súng massage nhé. Hàng đẹp luôn, hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Súng massage. Rất là ok luôn. Con này của nó cũng có 4 đầu. Cũng có 4 đầu thay thế. Massage tay, cổ vai gáy này.
rất là đã luôn, rất là đã luôn nhé. Đấy, cái mã sản phẩm súng massage như này bên nhà em cũng bán với cái mức giá của nó cũng cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, giá của nó cũng là 170.000 đồng thôi nhé. Giá của cái súng massage này bên nhà em đang bán cũng là 170k. Đây, để em dán giá luôn đấy cho các bác luôn. 170.000 đồng, 170.000 đồng. Các bác lên xem mã này, mã súng massage, súng massage nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy sấy tóc, máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba, máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì các bác treo trên tường, nhà bác nào mà đang có sử dụng cái dòng nhà tắm này các thứ này, bác khoan bắt hai con vít đây cho em treo lên, cực sang, cực sang, cực xịn sò luôn nhé. Đó, con này thì nó sẽ có công suất của nó là 1200W, sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Và đây, hai cấp độ, nó sẽ có hai cấp độ nhỉ, hai cấp độ. Đấy, một này. Cái cấp độ này là cấp độ nóng của nó, còn gạt xuống cuối cùng là chúng ta tắt. Tắt. Hàng của Toshiba, hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, thương hiệu Toshiba, rất là xịn sò, rất là xịn sò, rất là ok luôn nhé. Cái mã sản phẩm máy sấy tóc như thế này, đấy, hàng xịn như này, sử dụng nguồn điện 220V các bác. Để trên bàn trang điểm này, các bác có thể để gọn trên bàn trang điểm này, hay là các thứ này, dây của nó này. Đấy, để các bác có thể kéo ra để các bác sấy tóc, rất là tiện. Đấy, nhất là, tốt nhất là các bác để cho phòng tắm một cái, để khi ví dụ tắm xong cái mùa đông lạnh ngoài Bắc ấy, các bác sấy tóc luôn, khô ráo người, xong là các bác ra. Thương hiệu Toshiba, và con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 300.000 đồng, 300.000 đồng, và nhà em bao ship cho các bác 300k, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, 300k bao ship, 300.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba, Toshiba. Đấy, 300.000 đồng bao ship. Còn đây, một cái dòng máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic. Dòng này thì giá rẻ thôi. Dòng này tí nữa em sẽ báo giá cho các bác. Giá của nó con này rất là mềm thôi. Đấy, sử dụng nguồn điện của con này thì cũng là sử dụng nguồn điện 220V. Nó ở đây thì nó sẽ có công tắc là mạnh, yếu đấy. Cái yếu đấy, mạnh đấy. Nhấn rất là ok luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic, thương hiệu của nó là thương hiệu Panasonic nhé. Cái mã sản phẩm máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 100.000 đồng, 100.000 đồng. Giá các bác yên tâm luôn, lúc nào giá bên shop nhà em cũng là siêu rẻ luôn nhé, siêu rẻ luôn. 100.000 đồng, và nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. 100k bao gồm phí ship cho các bác luôn. Cái mã máy sấy tóc này Panasonic, máy sấy tóc Panasonic 100k bao ship, 100.000 đồng bao ship. Đó, hàng này thì đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn, đẹp xịn sò và giá cực kỳ rẻ luôn nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, 100k bao ship cho các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc, máy sấy tóc 100.000 đồng bao ship. Rất là xịn sò luôn nhé, 100.000 đồng bao ship cho các bác. Máy sấy tóc các bác nhé. Máy hút bụi đa năng, con này có thể hút bụi, thối bụi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, Tamashio, hàng nội địa Nhật nhé các bác nhé. Hàng nội địa Nhật luôn, rất là xịn sò. Các bác về các bác lắp vào đây, lắp vào, đây là các bác bật lên là các bác sẽ hút bụi rất là mạnh này, các bác nghe tiếng. Đấy, còn là các bác cũng có thể thổi hút luôn, ví dụ là các bác có xe ô tô này, đấy, các bác có thể hút bụi quá thổi hút rất là khỏe luôn. Đấy, cái thổi hút của nó thì nó cũng có rất là mạnh, rất là mạnh nhé các bác nhé.
Con này thì chúng ta sẽ hoạt động theo nguyên lý của nó, đúng như là điện thoại di động thôi, là các bác hết pin thì các bác lại cắm sạc, hết pin các bác lại cắm sạc, hết pin các bác lại cắm sạc, rất là tiện lợi nhé, rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Cái mã sản phẩm này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó rất là ưu đãi luôn cho các bác luôn. Giá của nó nhà em đang bán với mức giá chỉ có 230.000 đồng nhé, 230.000 đồng, và nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, một cái mẫu dòng xẻng tháo lắp, xẻng sinh tồn. Con này thì các bác rất là đa năng, bác nào mà có ô tô thì nên có một cái nhé, rất là nên có một cái luôn. Xúc, ví dụ là xe đang xa lầy đúng không, các bác xúc chuyển sang cuốc để chúng ta có thể cào. Cào cuốc. Đấy, bác nào có xe hơi thì nên tham khảo cái mã này các bác nhé. Có xe hơi nên tham khảo cái mã này. Này, con này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, rất là xịn sò luôn. Hoặc có bạn phải tháo rời ra. Trong này có một cái lưỡi dao này thì các bác có thể để ở cái thanh nào cũng được. Đấy, nhưng mà nó có một cái lưỡi dao này. Phá kính. Đấy, trong này nó còn có cả một viên đá đánh lửa. Để các bác mà có ví dụ đi rừng hay đi cắm trại thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Trong này có cả một cái đầu tua vít nhé. Đấy, đầu tua vít thì đây. Các bác muốn xoáy cái đầu tua vít này, nó cũng có chỗ để các bác xoáy luôn. Đấy. Đấy, để các bác làm cái tua vít các bác xoáy luôn. Rất là đa di năng luôn. Đấy, còn cái viên đá đánh lửa này thì đây. Đấy, các bác để sát vào cái đống lửa thì chúng ta gạt mạnh cái là nó sẽ có cái đá đánh lửa này, nó bén ra và nó sẽ cháy được cho chúng ta. Rất là tiện nhé, rất là tiện lợi luôn. Các bác có thể để bất cứ cái ấy ở khay nào, ở cái lỗ nào cũng được. Đó, và các bác xoáy lại, rất là tiện lợi nhé, rất là tiện lợi ở cái mẫu này. Đấy, hoặc là các bác có thể làm gậy để các bác phòng thân. Đấy, các bác có thể làm gậy để các bác phòng thân. Rất là tiện lợi luôn. Một cái mã xẻng sinh tồn này thì kích thước của nó là tổng chiều dài của nó khi các bác để làm xẻng là 93 cm nhé. Sử dụng cực kỳ tốt luôn, các bác có thể sử dụng cực tốt luôn, 93 cm. Đấy, các bác nào muốn làm gậy dài thì các bác lấy cái lục giác, các bác tháo này ra, xoáy chặt xoáy lỏng, các bác xoáy ra xoáy vào thoải mái. Đó, xẻng sinh tồn, tổng chiều dài con này là 93 cm nhé. Đây, đo lại cho các bác luôn cho dễ, 93 cm. Đấy, khi các bác tháo ra nhé, đấy thì nó sẽ gọn gàng nó như này, đấy, để các bác để trong cốp xe ô tô hay là các thứ nó như này, rất là tiện, rất là tiện lợi và rất là dễ dàng sử dụng luôn nhé các bác nhé. Đó, một cái mẫu xẻng sinh tồn này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng, và nhà em bao ship luôn cho các bác luôn, 350.000 đồng và nhà em bao ship luôn cho các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã xẻng sinh tồn của nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bơm 2 ti bơm dẫn chân. Đây, em xin phép các bác nhé, này, dẫn luôn này. Đấy, rất là nhẹ nhàng mà các bác bơm hơi ra, các bác bơm ra rất là khỏe. Dây này của nó là dây chịu áp lực, cực kỳ tốt luôn. Cái dòng này, dây này chịu áp lực cực kỳ tốt luôn này. Đấy, các bác có tờ đầu bơm xe máy, bơm xe đạp, rất là tiện lợi nhé. Bơm xe đạp, bơm xe máy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley, Stanley Japan, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Đấy, giá của nó thì chỉ có 230.000 đồng thôi, 230.000 đồng. Đấy, và nhà em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé, 230.000 đồng, và nhà em đã bao gồm phí ship cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm. Đó, quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline bên nhà em đang để góc màn hình nhé. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like. Đó, bơm 2 ti bơm dẫn chân, khung của nó là khung thép, 2 ti này, rất là chắc khỏe bền đẹp luôn.
Đấy, nó hoạt động theo cái nguyên lý của nó là bơm, cũng là bơm piston thôi. Thế nhưng mà nó sẽ là hoạt động là nó sẽ là nguyên lý theo nguyên lý đẩy. Đấy, đẩy này. Đấy, nó nên là ra hơi rất là khỏe mà lại hai ống 2 ti nên là nó còn ra rất là khỏe và rất là ok nữa. Giá của nó thì bên em đang bán với giá cực kỳ ok luôn nhé. Chỉ có 230.000 đồng bao ship thôi. Chỉ có 230.000 đồng và em bao ship. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác. Một cái dòng đèn pin Polis 2 đầu. Hàng nội địa Nhật Made in Japan 2 đầu này. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một đầu pha và một đầu cúp. Đây, pha đây. Thì các bác có thể soi xa từ rất là xa, rất là sáng này các bác nhìn thấy này. Đây xoay thì rất là sáng đấy. Đây là em còn đang quay video ban ngày mà để điện để quay video rất là sáng rồi. Đấy mà các bác nhìn cái vòng sáng của nó này. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Đấy. Sang vùng bụng này. Đấy để các bác mất điện các bác ăn cơm này. Đó. Còn đầu bên này nhé. Nó sẽ là sóng chóa rộng. Đấy, chớp đỏ này này cảnh báo này, những cái tín hiệu nguy hiểm này. Đấy, rất là tiện lợi. Và con này thì các bác có thể bí quá, các bác có thể làm sạc dự phòng. Đấy, và USB đây này. Ở đây nó còn báo cả phần trăm pin này. Báo cả phần trăm pin. Đấy, cổng sạc vào là các bác cổng sạc vào DC 5V. Nó sẽ có một cái dây cáp sạc đi kèm theo này cho chúng ta. Giá của con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 260.000 đồng thôi. 260.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 260.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Hàng cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok, xịn xò và chất lượng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, nó cũng là một cái dòng đèn pin. Đấy, nó cũng là một cái dòng đèn pin. Đèn pin này thì là nó thuộc dòng đèn pin 3 chân. 3 chân này. Hàng này của nó cũng là hàng nội địa Nhật Made in Japan. Dòng này thì sáng rồi, cực kỳ sáng luôn. Chóa của nó to như này cơ mà. Chóa của nó to như này cơ mà. Nên là nó rất là sáng. Con này thì bên em đang bán với mức giá chỉ có 300.000 đồng thôi. 300.000 đồng và nhà em bao ship nhé. 300.000 đồng và nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Sáng cực kỳ luôn. 300.000 bao ship. Con này thì nó cũng có một cái cổng USB cho chúng ta này. Một cái cổng sạc này. Và cái điện báo đèn, báo điện này. Hàng của nội địa Nhật. Đấy, Made in Japan. Cực kỳ xịn xò luôn, cực kỳ sáng. Cực kỳ xịn xò và cực kỳ sáng luôn nhé. Có 3 cái chân này. Các bác lên cho em mã đèn pin 3 chân. 300.000 đồng bao ship. 300.000 bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Panasonic sử dụng bằng pin. Đấy. Cái dòng này thì sử dụng bằng pin và các bác lưu ý cho em một chút đó là khi các bác mà sử dụng pin này thì các bác lắp pin thì các bác lắp đúng theo cái chiều, đúng cái chiều ở đây này. Đấy, là các bác lắp theo chiều này. Là mới chạy được. Đấy, còn các bác lắp mà ví dụ lắp theo đúng theo cảm tính thì nó sẽ không chạy. Đấy, không chạy thì chúng ta để ý cho em một chút. Dòng này thì dòng của thương hiệu của Panasonic. Đấy, Panasonic. Hàng khi các bác nhận hàng đến tay các bác là hàng mới luôn. Hàng mới luôn. Giá của nó bên em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. 350.000 đồng nhé. Đây. Khi đến tay các bác này. Hàng mới này. Hàng mới toanh luôn. Đó. Nên là các bác yên tâm. Máy cạo râu Panasonic. Con này thì cạo rất là sắc nhé. Con này cạo rất là sắc bén này. Mã của nó là EIS 6500P. Mã của nó là mã EIS 6500P. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Panasonic. Đấy, máy cạo râu của Panasonic. Bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn. 350.000 đồng và nhà em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm nữa bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ví da này. Dòng ví da này cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn xò luôn nhé. Ví da cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn xò luôn này. Đấy, nhà em có ví da đứng và ví da ngang này. Giá của nó bên nhà em đang thanh lý với các bác với cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Giá của nó là đang thanh lý với các bác mức giá chỉ có 50.000 thôi.
giá thanh lý nhé, ví da thanh lý 50.000 đồng một cái. Hàng này thì là hàng da xịn luôn, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Giá rẻ không phải là do là chất lượng kém đâu, mà là giá rẻ do nhà em thanh lý, lấy được lô thanh lý và nhà em đã bán thu hồi vốn rồi, và còn vài cái này nhà em thanh lý giá gốc. Đấy, thanh lý giá gốc cho các bác, giá chỉ có 50.000 đồng thôi. Đấy, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đó thì vừa rồi thì bên nhà em vừa mới giới thiệu tới các bác anh chị rất nhiều những mẫu sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Bên em xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.